Mày nghĩ mày hơn tụi tao chắc đấy. Không biết ai hơn ai. Hay là đấu đi. Nghe lộn nữa hả? Chắc là do trận bách tô thua nhục quá nên giờ muốn chằng đương gãy sừ đấy mà. Anh là Gin, anh phát điên gì đang thích em đây nè. Anh bị thần kinh hả? Và tại sao tụi em không tự tạo việc làm cho mình bằng chính tài năng của tụi em, giống như là mở một kênh YouTube? Mấy bạn người đó xem được clip của mình nên là nhận ra đó. Ngày tụi mình nổi tiếng cũng tới rồi. Mày nghĩ anh Vin thích mày thật à? Anh ấy chỉ coi mày như con cờ, chơi đùa với mày thôi. Nếp đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho Nếp. Nhận ra đi. Nè, cô tụi mày ơi. Ngay lúc này con bé Mirai á, nó yêu anh say đắm rồi mà. Anh bảo nó đi bên phải, không bao giờ đi bên trái. Sống ở Sài Gòn á mà yếu đuối quá, sao mà sống nổi. Cảm ơn vì tình cảm của em, nhưng mà không phải vì em mến mộ anh mà anh buộc phải chọn em được. Từ nhỏ tôi đã lao ra đường đi hát kiếm sống rồi, tôi không cần đến ai phải bảo vệ tôi hết á. Đã vào trường La La rồi, mọi người đều theo con đường nghệ thuật, hại người thì ảnh hưởng tới tương lai của chính mình thôi. Tôi đã nói thẳng hết mọi suy nghĩ của tôi với ba mẹ rồi. Tôi nói là họ cứ làm những gì khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Chờ người đến bên say lấp lấp đi không suy nghĩ.